Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị cách để cho anh chị có thể là kiểm tra được cái bản signal để cho anh chị có thể là tìm được cái phương pháp để treo để có cái tỷ lệ win cao ha. Rồi đầu tiên là chị bấm vào cái dấu ba gạch ở bên trên mình ha, và sau đó chị bấm vào chỗ là signal nè. Rồi thì ở đây là nó sẽ thống kê lịch sử của tất cả các phương pháp ha, từ lúc 7 giờ sáng ngày cho tới là lúc hiện tại ha. Hiện tại bây giờ là mình đang khoảng 3 giờ 10 ha. Đấy thì chị thấy cái chỗ mà lót liên tiếp nè, lót liên tiếp nè, đó cái số qua bên này nè, đó là cái số ví dụ như là 0/8 ha, là có nghĩa là cái phương pháp master test 1 này á, nó lót liên tiếp là 8 lệnh ha. Đó rồi anh chị kéo về dài xuống, anh chị tìm cái phương pháp nào mà nó lót cao cho mình ha, để mình tìm ha. Rồi ví dụ như là cái phương pháp chỉ đặt tăng nè, đó thì từ lúc sáng tới bây giờ là nó lót liên tục là 13 lệnh ha. Và cái phương pháp xe quay này á, là nó thôi liên tục là 12 lệnh. Đấy. Thì bây giờ anh chị sẽ bấm vào cái chỗ giống như là cái danh sách này, chị xem lịch sử của nó ha. Rồi anh chị xem lịch sử để xem mà tỷ lệ win loss nó hiện tại nó như thế nào ha. Rồi thì hiện tại là mình đang thấy nó win 2 lệnh liên tiếp thì nó sẽ loss 1 lệnh ha. Đó thì bây giờ mình sẽ kiểm tra vài trang của nó xem tỷ lệ win loss như thế nào ha. Hiện tại thì đang loss rất là nhiều các anh chị. Bây giờ mình sẽ vào cấu hình mình tạo cái phương pháp xe quay này ha, thì cách treo như thế này ha. Rồi anh chị vào bot chay ha, anh chị vào quản lý bot và anh chị treo cái phương pháp là xe quay ha. Rồi loại tài khoản thì mình để tài khoản thật ha, anh chị test thì anh chị để demo ha. Rồi nếu như vốn chị nhỏ thì anh chị có thể là liên hệ mình để mình cấp cái vốn nhỏ cho anh chị ha. Bây giờ mình sẽ dán cái vốn quản lý vốn của mình là 51 đô cho 6 lệnh ha, gấp 6 lệnh ha. Đấy rồi dây vào lệnh để mình để 9 giây ha. 50 đô thì mình cho chốt ở đây là 5 đô ha. Mình ví dụ như 6 đô đi. Đấy. Rồi sau đó chị bấm chữ tiếp theo ha. Rồi tính năng cơ bản là chị chọn là Telegram Signal nè. Và tính năng nâng cao thì mình cho chọn là One Signal ha, hàng cuối ha. One Signal hàng cuối. Rồi cái phương pháp sử dụng là mình sẽ chọn cái thằng là xe quay lúc nãy ha. Xe quay. Đấy. Rồi lúc nãy là mình để ý là nó lót rất là nhiều ha, và nó chỉ win liên tục 2 lệnh là nó sẽ bị lót ha. Bây giờ là mình sẽ kích vào chữ là win ha. Đó, kích hoạt win signal nè. Đấy. Và mình sẽ bấm là đảo lệnh ha. Rồi anh chị tích ở đây cho mình ha. Rồi vào lệnh khi lượt thắng liên tục đạt là mình sẽ để là 2 ha. Khi mà nó win liên tục 2 lệnh thì nó sẽ vào lệnh ha. Nó sẽ vào lệnh. Đó. Rồi số lượt vào lệnh là mình để là 6 lệnh ha. Rồi đó mình kiểm tra lại xem ha. Rồi ok. Rồi sau đó vậy là bấm cho thêm cấu hình thôi. Đấy. Rồi lúc này là chị sẽ bật lên nó lên ha. Chị sẽ bật lên cho nó chạy. Và cái phương pháp này sau khi mà chị chốt xong là chị xóa luôn ha. Nếu chị chốt xong là chị xóa luôn. Đấy là chị xóa luôn, không có chạy tiếp ha. Đấy khi nào mà muốn chạy là mình sẽ kiểm tra xét nào tiếp thì mình sẽ chạy tiếp cái phương pháp khác ha. Còn những cái video lần trước là anh chị có thể là treo và ngày hôm sau là chị treo tiếp không cần xóa ha. Đó nếu như chị kiểm tra signal như mình á là chị phải xóa cái phương pháp đi nếu như chốt lại xong ha. Rồi nó là như vậy. Rồi nếu như anh chị nào mà chưa có con bot á thì chị liên hệ mình để mình cấp miễn phí cho anh chị ha.